Xin kính chào chị Cái Tàng. Video này Giang sẽ chia sẻ về thông tin vị trí dự án Selector 2 được phát triển bởi chủ đầu tư Keppel Land của Singapore và Phú Long Land. Thì hiện tại chúng ta đang đứng trên cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Nguyễn Hữu Thọ này kết nối từ phía quận 7 đi đến Nhà Bè. Thì dự án của chúng ta là thuộc huyện Nhà Bè anh chị khách hàng nhé, là xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Nghe nói đến huyện Nhà Bè thì anh chị khách hàng sẽ nghĩ trong đầu hình dung là sẽ rất là xa đúng không ạ? Thực tế nó không có xa. Từ vị trí của chúng ta là anh chị di chuyển về phía quận 7 chỉ mất có 5 phút thôi. Rồi Giang sẽ chia sẻ một số tiện ích kết nối trực tiếp đến vị trí dự án Selector 2. Vị trí đầu tiên mà Giang đã nói là trung tâm thương mại. Thì chúng ta dễ dàng di chuyển qua trung tâm thương mại Vivo City nè, ở quận 7 chỉ 5 phút. Và siêu thị Lotte Mart nè, rồi Redson Mall chỉ mất khoảng 10 phút thôi anh chị khách hàng nhé. Rồi tới trường đại học RMIT cũng chỉ mất 5 phút. Tới trường đại học Tôn Đức Thắng cũng chỉ mất 5 phút. Và di chuyển đến trung tâm quận nhất anh chị chỉ di chuyển khoảng 20 phút. Chạy thẳng một mạch trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ là mình sẽ qua quận 4 và mình kết nối qua quận nhất rất là gần anh chị ạ. Thì loại hình căn hộ của chúng ta là chủ đầu tư Keppel Land họ định vị của mình là dòng căn hộ cao cấp. Thì hiện tại giá rumor của dự án là 55 triệu một mét vuông. Và là đang bán trong giai đoạn đầu tiên luôn anh chị khách hàng nhé. Anh chị khách hàng nào muốn sở hữu căn hộ Selector 2 giai đoạn đầu tiên thì vui lòng liên hệ qua với Giang qua số điện thoại 0914245855. Khi chủ đầu tư Keppel Land cung cấp thông tin, Giang sẽ truyền tải thông tin sớm nhất đến anh chị khách hàng. Và sau đây là những hình ảnh flycam Giang quay trực tiếp tại vị trí dự án và trên cái trục Nguyễn Hữu Thọ để anh chị khách hàng cùng tham khảo. Thì đối diện với cái trục cái dự án Selector 2 của chúng ta, đây là khu biệt thự Gallery được phát triển bởi Kiến Á. Và trên cái trục này thì rất là nhiều dự án đã hình thành và đưa vào sử dụng. Mật độ cư dân ở đây rất là thoáng và hiện nay thì khá là đông đúc. Như anh chị khách hàng thấy là trước mặt video chúng ta là tình trạng xe cộ qua đây nó cũng khá là đông ha, tạo ra sự sung túc trong cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ này. Giá trị của trục Nguyễn Hữu Thọ là một trong những giá trị đắc địa nhất của cái khu quận 7 đổ về đây, bên cạnh khu Phú Mỹ Hưng. Và anh chị nào muốn sở hữu ngay để mà tăng giá trị trong tương lai thì vui lòng liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của dự án Selector 2 sẽ hỗ trợ anh chị nhiệt tình nhất và chi tiết nhất về dự án. Và video này Giang chỉ chia sẻ một vài thông tin cơ bản về vị trí dự án và những cái hiện hữu tại Selector 2 để anh chị khách hàng nắm rõ hơn. Anh chị khách hàng hãy đăng ký kênh của Giang để tìm hiểu sâu hơn về thông tin dự án Selector 2. Giang sẽ làm thêm một vài video chi tiết anh chị khách hàng nhé, về những tiện ích, về những tính pháp lý, giá bán rồi phương thức thanh toán cụ thể luôn cho anh chị khách hàng dễ dàng nắm rõ và hình dung chi tiết về vị trí dự án. Và anh chị khách hàng nào muốn tìm hiểu đến tham quan trực tiếp thì vui lòng liên hệ ngay với Giang. Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của Selector 2 sẽ hỗ trợ anh chị tham quan trực tiếp vị trí dự án luôn. Hẹn gặp lại anh chị tại vị trí dự án Selector 2. Xin chào anh chị.